Đây là bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ tháng 1. Sau khi chúng ta đã thực hiện hai bước mua và ghi tăng công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán Visa, đồng thời chúng ta đã vào các bước như là vào báo cáo, chọn báo cáo đối chiếu. Đối với phần mềm Visa 2021 thì có một phân hệ báo cáo đối chiếu riêng. Các bạn chọn dòng đây, báo cáo đối chiếu, sổ theo dõi, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước và sổ cái. Chúng ta click đúc vào đây. Ví dụ, các bạn muốn đối chiếu vào thời gian nào? Ví dụ như chúng ta đang làm quý 1, thì chúng ta sẽ đối chiếu quý 1. Nếu phần mềm thông báo là báo cáo đối chiếu, sổ theo dõi, công cụ, chi phí trả trước và sổ cái. Ở phần sổ cái này cũng không có dữ liệu. Và ở sổ theo dõi công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước cũng không có số liệu. Tức là công việc của chúng ta đã hoàn thành được hai bước. Bước 1, mua hàng không qua kho. Và bước 2, ghi tăng công cụ dụng cụ. Như ở các hóa đơn trước, hóa đơn mua công cụ dụng cụ, mua về sử dụng ngay, tôi đã trình bày. Nếu trong trường hợp các bạn vào đây mà báo cáo đối chiếu, sổ theo dõi công cụ dụng cụ, chi phí trả trước và sổ cái có phát sinh số liệu. Tôi ví dụ ở đây là có phát sinh sổ cái, tức là có chứng từ ở bên sổ cái, thì các bạn đang quên phần ghi tăng công cụ dụng cụ. Thì chúng ta cần phải bổ sung phần ghi tăng công cụ dụng cụ trước khi chúng ta thực hiện bước phân bổ công cụ dụng cụ. Về phần mua và ghi tăng công cụ dụng cụ thì các bạn xem lại video trước, tôi đã hướng dẫn nội dung này. Tiếp theo, sau khi chúng ta đối chiếu mà không có số liệu bị sai sót thì các bạn thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ như sau. Chúng ta vào phân hệ công cụ dụng cụ rồi click vào chữ thêm. Chúng ta chọn tình tự theo tháng của năm tài chính, bắt đầu là tháng 1. Đối với các công ty mà có phát sinh liên quan tới việc công cụ dụng cụ của năm trước đó, ví dụ như chúng ta đang làm báo cáo tài chính của năm 2021 mà các công cụ có sự ghi tăng công cụ dụng cụ liên quan đến số dư đầu kỳ, hoặc là dữ liệu này là dữ liệu các năm kết nối với nhau, thì chúng ta cần phải tính từ tháng 1. Còn đối với những công ty thành lập thì công cụ dụng cụ mua vào từ tháng nào thì các bạn sẽ chọn từ ngày, từ tháng bắt đầu phát sinh mới công cụ dụng cụ. Ở dữ liệu này tôi sẽ chọn từ tháng 1, đồng ý. Trong phần phân bổ chi phí công cụ dụng cụ tháng 1 năm 2021 có nội dung một nhỏ xác định mức chi phí. Đối với mức chi phí này có số tiền phân bổ của từng công cụ dụng cụ đã được mặc định ngay từ việc ghi tăng. Ví dụ như một công cụ dụng cụ có giá trị là bao nhiêu tiền và phân bổ bao nhiêu tháng, số tiền phân bổ của mỗi tháng bao nhiêu thì chúng ta đã mặc định từ trước. Tới phần này, phần mềm sẽ tự động căn cứ trên phần ghi tăng để tính toán và xác định mức chi phí đồng bộ, có nghĩa là tháng nào cũng sẽ là số tiền bằng nhau. Trừ tháng đầu tiên là sẽ tính theo ngày. Phần mềm sẽ xác định số tiền của từng vấn đề như là tiền thuê nhà, tiền mua tất cả các công cụ dụng cụ liên quan. Tới phần 2 nhỏ. Tại phần 2 nhỏ này, các bạn nhìn ở phần đối tượng phân bổ. Nếu như công cụ dụng cụ nào dùng cho bộ phận văn phòng thì đối tượng sẽ là bộ phận quản lý. Còn nếu như các cái công cụ nào dùng cho bộ phận sản xuất thì sẽ là bộ phận sản xuất. Đối với phần công cụ dụng cụ, ở công ty này chỉ dùng chung và phân bổ 100% cho tất cả vào một bộ phận. Tuy nhiên, ở phần tài sản cố định mà ở video tiếp theo thì sẽ có sự phân bổ tài sản cho nhiều bộ phận khác nhau. Còn ở phần công cụ thì giáo trình đang để cho một bộ phận. Và giả sử tôi nâng cao kiến thức cho các bạn, ví dụ như ở đây công cụ dụng cụ TV Samsung này sẽ phân bổ cho hai bộ phận, giả sử như bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý hoặc bộ phận cho thuê, thì các bạn sẽ để con chuột vào đây rồi bấm phải chuột thêm dòng phân bổ. Nếu muốn thêm tiếp cho một bộ phận nữa thì chúng ta lại bấm chữ thêm.
Và 100% này tôi sẽ chia ra, ví dụ 50% là bộ phận sản xuất được hưởng. Bộ phận thứ hai là bộ phận cho thuê. Các bộ phận này tôi đã hướng dẫn ở video tạo ra các phòng ban ngay từ buổi học đầu tiên. Ví dụ bộ phận cho thuê là 25%. Tiếp theo tôi sẽ dành cho một ít ở bộ phận quản lý là 25% còn lại. Như vậy tổng vẫn là 100% nhưng mà bổ cho từng bộ phận. Nếu như bộ phận sản xuất là tài khoản 154 thì bộ phận cho thuê cũng liên quan đến giá thành nên các bạn vẫn phải chọn là 154. Chọn sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất chấm cho thuê. Và ở phần khoản mục chi phí, ngay từ buổi học đầu tiên tôi cũng đã hướng dẫn chúng ta tách khoản mục chi phí cho những công ty có nhiều kỳ, có nhiều mảng tính giá thành, từ 2 cho đến 3 mảng tính giá thành trở lên theo thông tư 133 thì cần phải tách khoản mục chi phí. Chúng ta xem lại video ở buổi số 2. Còn đối với 642 thì chúng ta bỏ qua phần khoản mục chi phí vì không liên quan đến phân hệ giá thành. Và ở đây đối với giáo trình này thì tất cả đang bổ cho 100% cho từng bộ phận. Nhưng đây là bài học mở rộng cho chúng ta nên tôi đang thêm vào. Sau khi các bạn thêm theo chương trình mở rộng thì chúng ta sang ba nhỏ. Những cái tình khoản liên quan đến nợ 154 có 242, phần mềm sẽ tự động cập nhật cho từng khoản mục chi phí sản xuất và cho thuê. Cuối cùng, nếu như có sự phân bổ và đúng với tính chất của từng công ty chúng ta đang làm việc muốn phân bổ cho nhiều bộ phận thì các bạn sẽ bấm vào đây để cất. Tuy nhiên, với giáo trình này tôi sẽ phải chuột xóa dòng đi. Và quay lại để vào đây là 100%. Và dành cho bộ phận sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất chấm SX. Cuối cùng, tôi sẽ bấm vào cất ở đây. Sau khi thực hiện bút toán phân bổ công cụ dụng cụ của tháng 1, thì các bạn sẽ có một bút toán đối chiếu giữa việc cân đối công cụ dụng cụ hàng tháng bằng cách các bạn vào báo cáo. Mở bảng cân đối tài khoản ra, chọn tháng 1, chọn bậc 3, hiển thị số dư hai bên. Khi mà chúng ta xem bảng cân đối tài khoản cũng sẽ chọn hiển thị số dư hai bên. Và đây là một thói quen để khi mà lên bảng báo cáo tài chính không bị sai sót về vấn đề công nợ. Chúng ta bấm đồng ý. Tại phần này các bạn sẽ kiểm tra đến tài khoản 242. Tôi có thể xuất khẩu ra Excel để các bạn nhìn rõ. Về nguyên tắc đối chiếu chi phí trả trước thì chúng ta sẽ tìm đến tài khoản 242. Chúng ta sẽ chú ý đến số dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân đối tài khoản của tháng mà chúng ta vừa phân bổ là bằng bao nhiêu. Cụ thể ở đây là bằng 30.447.429 đồng. Chúng ta sẽ vào báo cáo, danh sách báo cáo, chọn công cụ dụng cụ. Các bạn chọn bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ rồi chọn tháng 1. Các bạn bấm đồng ý. Tại đây, ở bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này, chúng ta kiểm tra giá trị còn lại trên bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ cũng bằng đúng số tiền dư nợ của tài khoản 242. Và để giải thích tất cả các chỉ tiêu trên bảng cân đối số phát sinh so với các báo cáo chi tiết thì ở các phần sau tôi sẽ có video liên quan tới bài giảng phân tích các chỉ tiêu và tỷ trọng của các tài khoản trên báo cáo tài chính trước khi lập báo cáo tài chính cho chúng ta, để chúng ta sẽ hiểu thêm về mối quan hệ giữa các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính so với các báo cáo chi tiết liên quan. Và với video phân tích bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng thì cụ thể ở tháng đầu tiên, tháng 1. Tương tự như vậy thì các tháng thứ 2, tháng thứ 3 chúng ta sẽ nghe tiếp các video
Và một năm tài chính sẽ có 12 tháng, do đó các bạn cứ tiếp tục tháng nào, chúng ta sẽ cân đối tất cả các vấn đề từ công cụ, tài sản và mọi vấn đề trên bảng cân đối số phát sinh. Thì chúng ta sẽ lường trước được tất cả mọi rủi ro của doanh nghiệp và báo cáo cho quản lý để chúng ta biết được tình hình của doanh nghiệp. Như vậy, tôi đã hướng dẫn cho chúng ta về cách tính phân bổ công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán MIRA. Chúc các bạn học tốt!